Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hôm nay là một video rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thì bà con đã dọn dẹp sạch sẽ hết cái tuyến đường chạy xuống bản chân vực rồi, và sẽ tổ chức một bữa liên hoan vô cùng là tuyệt vời dành cho toàn thể bà con trong bản làng, và những cái món quà sẽ được dành đến bà con với những cái lời chúc cho cuộc sống của bà con thật là nhiều may mắn khi mà cái tuyến đường gọi là huyết mạch đi học của các cháu nhỏ, đi lấy nước của bà con ở dưới suối và những cái đường ngô ngay bên cạnh dọc đường này nữa. Cả một bản làng sẽ dựa vào cái con đường này để phát triển kinh tế rất là nhiều. Chúc mừng cho bà con đã có một con đường rất là tuyệt vời, và xin mời các bạn hãy đón chờ video rất là đặc biệt ngày hôm nay nhé. Xin mời. Nghe tiếng lạch cạch ở khắp ngõ ngách của bản làng rồi nhỉ. Bây giờ một con lợn 86 cân nhỉ. 86 cân đã được xẻ thịt ra đây rồi. Mọi người làm rất là nhanh này, đâu ra đấy này, chân chiếc thui hết rồi. Món này món gì đấy anh? Món này món gì ấy? Chipo à? Trẻ này không biết nói tiếng phổ thông á? À nôi. Nướng à, đúng không? Nướng à. Hôm nay thịt lúc mấy giờ chú mà nhanh thế? Hôm nay thịt mấy giờ? 8 giờ mới làm à? Xem bây giờ mấy giờ mà đã xong rồi. Bây giờ 10 giờ, 2 tiếng mà đã, ai à, chứng tỏ tốc độ nhanh ấy chứ nhỉ. Thơm thế. Lá ở trên này gọi là lá, gọi là lá gì? Trên này gọi là lá nốt phải không? Làm cả tiết canh à chứ? Làm tiết canh hay sao mà để tiết ở đấy? Ây da, nghi ngút rồi. Nó mở cửa cái thoáng khói quá. Gió à? Ây da, nướng thịt đẳng cấp nhỉ? Ây da. Hôm nay làm những món gì đấy? Thế đầu bếp đâu? Ai là đầu bếp? Khó hiểu à? Không nói được à? À không nhớ à? Chắc chắn là sẽ có món tiết canh, món lòng dồi, xương hầm đu đủ, thịt nướng, thịt hấp. Xem có lộm không? Xem bà con làm những món gì nào? Đang băm nhân nhồi lòng à? Cái đấy nhân nhồi lòng phải không anh? Thái cái hành kia, hôm qua em mua cả hành lá kìa. Vâng. Đây nhồi lòng bằng lá lốt à? Trên đây để ăn. Trên này nhồi lòng lá lốt. Tưng bừng kìa. Đông thì còn đâu. À để làm tiết canh thôi gì? À để làm lòng thôi gì? Ở kia tiết canh kìa. Ừ đấy. Ừ được. Hồi há 1-2 bát thì ăn tiết canh nhiều không tốt đâu. Há 1-2 bát thì mỗi người miếng. Nhìn mỡ mỡ mà cũng xẻ ra cũng nhiều lạc ấy nhờ. Lợn này cũng lạc đấy nhờ. Vâng. Ngon đấy. Thịt. Lợn bản mà. Tưng bừng khói lửa lắm rồi. Đây thịt đấy à? Hấp à? Đây giờ ngon đấy nhỉ. Ui bì dày chưa? Ngon đấy. Tuyệt vời đấy. Bì này giòn tan luôn rồi này. Đấy, ây da, bà chỉ luộc, ui dồi, quá ngon luôn. Ây, sâm luôn, sâm xong chiên hả? À, thịt chiên. Ê, chính tỏ là trong bản này cũng toàn siêu đầu bếp thôi nhỉ, biết làm những cái món trần qua đi xong xiên, xong là chiên mỡ này. Được. Thơm ấy.
Cái này đánh tiết canh phải không? À, ngon đấy nhỉ. Ôi, chú ơi, chú thái mỏng vừa thôi, không tí nó có gió nó bay mất đấy. Nam giới thì làm những món chính trong kia, băm chặt xương rồi lọc thịt rồi làm nhiều món lắm. Như thế kia là nó nhìn thấy hấp dẫn lắm rồi. Lợn thì lợn bản mà, nhà nuôi ngô rất là ngon. Chị em phụ nữ thì ở đây nhặt rau, qua Long mua rau sống các thứ này. Đấy, nhặt sạch sẽ đi xong rửa. Toàn đây là gái bản đấy, rất là đẹp. Ừ. Cái gì nhỉ? Em tên là gì anh ấy? Quên này. Chí nhỉ? Chí là chị gái của Xuân, là hai chị em ruột lấy hai anh em ruột súng ấy. Chí sinh nhất bản ấy nhỉ? Phải không? Một con này nhỉ? Ừ. Chồng đi làm xa khổ. Thế tiếc nhỉ, chồng không về ăn cỗ được nhỉ. Hôm qua trêu gọi điện rồi gấp về cho chồng rồi, chồng về ăn cỗ. Đúng rồi, không bỏ về đâu, trêu ấy thôi. Bây giờ thì để cho mọi người sắp xếp ẩm thực các thứ, Long sẽ lên quay một vòng đường để quý hảo tâm biết được cái con đường đã hoàn thiện, bà con dọn dẹp sạch sẽ, gọi là nghiệm thu công trình đấy các bạn ạ. Rồi xin mời các bạn ấy đi ra ngoài đường kia với Long nhé. Đây là một cái phút giây mà bản thân Long rất là mong chờ các bạn ạ, đặc biệt là các quý hảo tâm, các bạn khán giả trên kênh và bà con ở trong dân bản thôi, sẽ đi thử cái tuyến đường này, coi như mình sẽ là người thông đường nhé. Cùng trải nghiệm. Long đang đứng ở đầu đường nhà chị Dính rồi, cùng bật xe máy lên và đi một vòng xuống dưới kia để thử xem tuyến đường này đi có khó không nhá. Rồi, xin mời các bạn đi em ơi. Nào, bắt đầu đi. Cái này thì chỉ cài số 1 thôi các bạn ạ, và bò dần xuống ấy. Đấy. Các sếp về đừng có xem mày ngã nhá. Lê thông đường ấy nhỉ. Đấy. Cứ bình tĩnh đi các bạn ạ. Chỗ nào bằng thì chúng ta dậm xuống số 2 chúng ta đi. Còn chỗ nào dốc quá thì dậm xuống số 1. Bà con quét đường sạch sẽ lắm rồi. Hello chị Dính. Đường quang mây tạnh, hít sưởi, quá đẹp luôn. Đấy các bạn ạ, đi cứ bình tĩnh này đi thôi. Chỗ này đi số 2 được này. Đấy. Đoạn cua cua này chúng ta giật xuống số 1. Cua và dốc thì giật xuống số 1 đi. Hay có cái kiểu câu là đi lên số mấy thì xuống số đấy luôn mà, nó sẽ không bị trôi xe. Đi xuống thì dễ các bạn ạ, một lát nữa Long sẽ quay đi lên các bạn xem nhá, rất là khó đi và phải đi số 1 thôi. Đẹp quá, chỗ súng này đổ đẹp quá. Mấy nữa cái chỗ ngô này nó khô đi thì bà con cũng sẽ bỏ ra thì nó đỡ mất tầm nhìn. Đây có cái viên đá đen này, Long thấy là hơi cản một tí, một lát nữa đi đến này. Đây có cái viên đá đen này nó hơi vướng này. Đấy, cố gắng dần dần đập đi. Đấy, về đến bản thì là xuống số 2 đi thoải mái rồi. Đi hết đường bê tông luôn. Bíp bíp. Đi hết đường bê tông luôn anh xem nào. Đấy, đến bản rồi các bạn ơi. Đấy, đến gia đình đang làm thịt rồi. Lễ thông đường. Đi hết đường bê tông đi xem nhá. Rồi, đến bản rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ Long đi vòng ngược lại lên trên kia các bạn xem nhá. Đi lên thì rất là khó. Rồi, xuất phát thôi, đi. Đi ngược lên thì rất là khó đấy, không dễ như xuống đâu. Đó, như dốc mà.
cười. Mọi người đang cười. Xuống số 1 đi thôi. À, bắt đầu bò lên nhá. Thoải mái các bạn ạ. Như này thì hai xe tránh nhau hoàn toàn có thể tránh được. Đi hai người thì xe nặng, đi một mình như Long này thì dễ đi không được mà. Cái đường này rộng lắm, ví dụ mà có hai xe mình đi lệch sang bên này mình tránh thoải mái luôn. Đoạn này đoạn cua nhất này, một trong hai đoạn cua nhất này. Nào, chăn lên đi kiểu gì nào. Nào, view, view. Rất là khó đi. À, lên được không? Lên được không? Nhảy luôn rồi. Đoạn này khó đi nhất này các bạn này. Súng có đi hai người thì nó hơi khó đi các bạn ạ. Đấy, Long đã đi đến chỗ nhà chị Dính rồi. Rồi, ok. Vừa rồi thì Long đã cùng các bạn đi gọi là làm một cái lễ nhỏ nhỏ là thông đường đấy. Từ trên cao nhìn xuống rồi đi cầm cái máy quay nó hơi khó quay một chút. Đấy. Các bạn cũng cảm nhận được cái con đường nó tương đối là dốc đúng không? Long đã mở cua các thứ rồi. Nói chung là đi thoải mái luôn. Sức xe khỏe như xe của mình ấy, đi một mình thì băng băng luôn. Chở hai người thì nó hơi trễ một chút. Nói chung là với những cái tay lái cừ khôi ở trên bản thì cái tuyến đường này thì nó là quá là tuyệt vời, quá đẹp rồi. Đó. Còn bên trong nhà chị Dính thì vẫn đang thực hiện những cái công đoạn cuối cùng gấp rút hoàn thành. Do cái cửa xếp thì hôm trước nhầm kích cỡ nên là anh Dìn anh có đặt cái cửa khác rồi. Ngày hôm nay thì mấy anh em tranh thủ vào bắn mái. Bắn sắp xong rồi này. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Long chọn cái màu tấm lợp này màu xanh để cho tôn cái nhà lên cũng như nó đồng màu với cái hiên đằng trước, mình cũng bắn tôn xanh mà. Quá là đẹp đẽ rồi. Bây giờ thì xuống cùng bà con dân bản làm ẩm thực để chuẩn bị dùng bữa tổng kết, thì Long thông báo luôn cho bà con cái thu chi rõ ràng rành mạch ra. Đấy. Tấm lợp các thứ Long gọi thoải mái đủ luôn. Nó cũng gọi dư ra vài tấm để sau này cho chị Dính chị lợp lại cái chuồng trại của chị. Cái chuồng trại nó sập sệ quá rồi.
H1 đấy anh nhỉ? Đánh siêu anh gìn mà bắn kiểu gì, bắn đừng làm thành khách sạn nghìn sao được. Cái này thợ mới bắn được đấy, chứ còn để cho bà con tự bắn là nó chỉ cần lệch đi vài mũi thôi là đâm ra nó thủng, thủng lỗ chỗ ra, nhìn trông chả ra sao cả. Ây da, vác tấm lợp đi cái đường này ác anh nhỉ. Ôi ông đi dép siêu nhẹ, ông đi được cái chỗ này lên em chịu rồi. Ba anh em hả anh? Vâng, bảo bốn anh em nhưng mà về đến đây thì cái thằng diễn này nó lại bảo là hôm nay nó lại khổ làm bếp rồi, nếu không có thời gian. Thế là ba anh em diễn. Vâng. Hôm nay có tổ chức bữa cơm nhỏ nhỏ để tổng kết đường cho bà con, để trân trọng mời anh em Khung Nhôm Cửa Kính xuống tham dự bà con anh nhá. Nán lại tí. Làm phải câu giờ chậm chậm thôi. Làm khoán và nhanh này em này cảm thấy nó bị hơ hớ ấy. Trên nóc rồi chưa? Rồi. Cảm ơn. Cho xếp lòng em một phép một chỗ đây, xử đây bước khánh khánh đường hết này cho vị đá. Chúng tôi mùa. Chị ở đây uống rượu với em. Ờ. Vâng, cô giáo xuống đây uống rượu. Ừ. Thế cô giáo cứ gửi chồng ở đây để em chăm cho. Vâng. Yên tâm đi cùng em, yên tâm. Không đi được xe thì chúng ta lại bò. Vừa rồi thì anh em Khung Nhôm Cửa Kính các thứ là nó cũng bàn giao cho anh em là bắn luôn mái này. Đấy, mái lợp đã xong rồi, một màu xanh rượi mát mẻ xung quanh bản làng, quá là nổi trội và đẹp. Chưa xong cái cửa, còn cái cửa đợi gửi từ thành phố gửi lên nữa. Hôm nay họ bắt đầu gửi lên rồi thì chắc là ngày kia là sẽ ra đóng cửa các thứ xong thì Long sẽ nhờ chị Dính dọn dẹp bốn bề xung quanh, lau dọn các thứ đầy đủ hết đi. Điện đóm vào xong là bàn giao nhà sau. Cuối tuần này thì Long về quê mất 3 ngày. Thì đầu tuần sau Long sẽ lên để bàn giao nhà cho chị Dính. Chị xem ngày các thứ thì chị vào nhà mới nào thì gia đình tự quyết định thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xuống bản làng kia để xem mọi người cùng nhau nấu cơm và chuẩn bị cỗ tổng kết đường ra sao các bạn nhé. Mấy chị em xinh tươi gọt đu đủ để hầm xương à? Chị Pâu á, không hiểu á, cười rồi. Chị Dính cái thứ là gọt đu đủ hầm xương đấy nhỉ, ngon đấy nhỉ. Đủ, có tí gì cho cái đó nè. Đó. Ôi, không phải rửa đâu. Ngon mà. À, các em xinh tươi dãy cỏ dọn sân khấu à? À đây. Dãy cỏ dọn sân khấu. Không treo phông bạt lên à? Hả? Treo phông bạt lên lễ khánh thành, lên múa văn hóa nghệ thuật chứ nhỉ? Treo thế thôi các bạn ạ. Xóm nhỏ này thì cũng làm vừa vừa thôi, nhưng không phô trương nhiều đâu. Đơn giản thôi, để bà con quây quần ăn ấm cúng. Bây giờ đang là 11 giờ trưa, thì theo đúng cái kế hoạch đấy, thì sẽ dọn dẹp rồi làm ẩm thực. Đến khoảng 2:30-3 giờ chiều thì mặt trời nó sẽ lấp sau cái ngọn núi phía trước mặt Long kia. Đấy, mặt trời nó sẽ lấp sau ngọn núi kia là toàn bộ bản làng râm mát. Thì lúc đó chúng ta sẽ triển khai ẩm thực, tầm đấy học trẻ nhỏ các thứ là tầm khoảng 4:30 là các cháu được về rồi. Ở trên bản đấy các cháu cũng được nghỉ sớm ấy. Về là tổ chức thôi nhé. Đây Long thấy có mấy món ẩm thực lạ kia nhỉ. Đây đây.
cái thịt ba chỉ là mọi người hấp luộc lên, xong là bắt đầu xâm, lấy tăm là xâm xong cho lên chiên xong là thái đây, thái mỏng thành từng lát một này, cuộn tròn vào cái bát này xong bắt đầu là cho gia vị riềng xả rồi hạt tiêu các thứ là cho ngập vào đây, đấy, gừng các thứ, xong bắt đầu cho vào đây để hấp cách thủy nữa. Ây da, cầu kỳ nhờ, món này gần như kiểu khổ nhục ấy nhờ, gần như kiểu món khổ nhục ấy, hấp dẫn đấy nhờ. Em Súng đang nhồi lòng ở đây lại long mua hành, nhưng mà mọi người để không thấy băm hành mà lại dùng cái lá lốt. Nhiều món đặc sắc ấy nhỉ, hay đấy. Hay giả, món này ăn cầu kỳ này chắc ngon lắm nhỉ, thịt nó mềm ấy, béo. Trong cái nước sốt kia là có những cái gì? Sả này ở đây đúng không, sả này, rau lá lốt này, gừng này, mắm muối mì chính, hạt tiêu, nước mắm thơm. Và trong này đây là cái chậu thịt này được ấy nhỉ, thịt này lạc ngon đấy, cái nướng đúng không, đến chiều là sẽ đun củi lấy than để nướng đúng không, thơm đấy, ướp này là ok rồi, quá ngon nhỉ. Trong này là hầm xương với cả, ây giờ nồi này nhìn này ác luôn các bạn. Nồi này nhìn này siêu đẳng cấp luôn này. Luộc hấp, luộc lòng với cả hấp luộc những cái thủ ấy, thủ lợn các thứ ấy. Ngon quá. Cái canh này, này đánh được 3 bát to với cả 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bát nhỏ nữa. Xem có đông không, xem trình độ anh em ở trên bản. Ây da, đông cứng luôn các bạn này. Loại này dốc ngược đít bát không rơi ra đâu. Dạ, đẳng cấp đấy. Nhưng mà có vẻ như băm hơi nhiều mỡ nên cái mỡ nó hơi váng lên trên một tí. Băm được cái sụn cái gáy thì tốt. Nướng à? Ây da, nướng như này thì hơi lâu nhỉ. Chất được ở bên ngoài trời kia kìa thì nướng nó nhanh. Bây giờ là 2 giờ chiều các bạn ạ. Bà con đã chuẩn bị xong cỗ rồi này. Giải bà sạch sẽ ở đây, lót lá chuối vào để dọc đây ngồi ăn quây quần để cho vui. Mặt trời đã sắp lặn sau núi rồi thì sau cái núi cao này thì sẽ dâm thôi. Thoải mái, mát mẻ.
Đây, đây là toàn bộ những món ẩm thực ngày hôm nay bà con làm này. Này chưa cho ra chú. Chặt thêm lá chuối thì không phải làm mâm nữa, lót ra ấy luôn. Bây giờ đang đi tìm cái mâm, cái là đổ cái thứ ăn vào đây là mình sơ chứ đâu. Làm cái đĩa này nó không có đĩa. Chứ không cho ra không đủ bát đũa đâu. Không bát đũa gì. Cho ra. Cái mà mâm này đấy, mâm nhôn này đấy. Thơm ấy nhỉ? Món khổ nhục này thơm ấy nhỉ? Đổ vào thôi. Khổ nhục này mềm. Nướng này. Ui giời, quá ngon luôn. Món gì lạ mắt này? Món này là món chả. Cuốn chả lá đốt. Giả cay. Lòng. Xương xào. Ây giời, ngon quá nhỉ. Nhìn thấy ngon thế, ăn toàn, được toàn, 2 miếng nào, no. Toàn đầu bếp rồi nhỉ. Ây à, làm cả đậu phụ cơ à? Đây là cái tải đậu phụ, bà con không có khuôn thì sẽ làm ra cái tải này. Tí nên chìm tí thôi về. Xong rồi ép và bây giờ thái ra. Đây, mọi người đang trang trí đây các bạn ạ. Đây, thực ra mình không cần bát đũa nhiều ngày đâu. Hôm qua cũng bảo bà con rồi, nhưng mà thôi bà con thích làm nào làm. Làm cái mâm mẹt ấy, mâm lá thì nó đỡ tốn bát. Bánh kẹo à? Bánh kẹo này thì cho trẻ... cho trẻ con ăn thì sợ nó no tí nó không ăn được thịt không? Nhưng mà bê ở đây luôn thì thèm quá nhỉ? Thế thôi, cho ra luôn đây chị Dính ơi. Bê luôn ra đây cho trẻ con nó ăn đi, không nó thèm khổ thân nó. Đây, lò thà đây. Đây, cho ra chỗ rộng rộng rồi này. Chia cho tất cả trẻ nhỏ đi. Xuống đây cháu nào mà đi học chưa về thì phần các cháu một tí, còn lại để cho các cháu ăn đi. Mang bánh kẹo xuống đấy thì trẻ con trên này thì nó ăn cũng khỏe lắm, nên là ăn một tí kẹo này vào tí nó vẫn ăn thịt bình thường nhưng mà. Người này chưa về hết đâu nhờ, vẫn còn một phần đi học đúng không ạ? Bây giờ đông đấy nhờ. Trẻ con trên bản này đông đấy. Cho các... Chị Dính chị mang bánh kẹo xuống thì thôi cho các cháu dùng luôn đi. Định là ăn xong ẩm thực xong thì mới dùng bánh kẹo cơ. Nhưng mà nhìn thấy tụi nhỏ nhìn khổ thân quá. Cho ăn luôn đi. Thế hát một bài đi xem nào. Hát một bài đi mới cho kẹo nào. Cô giáo dạy bài gì nhỉ? Nào hát nào. Thế vỗ tay đi, vỗ tay rồi ăn kẹo nào, vỗ tay nào. Nào vỗ tay nào. Vỗ tay nào. Vỗ tay nào. Phần một ít cho các cháu đi học chưa về nhá. Tùy em, để cả cái bọc kia để phần lại. Xem có đông không, anh không biết là bao nhiêu cháu. Thì em cứ để phần. Ăn rác để gọn nhá, không được vứt linh tinh nhá. Lò thà đi. Díu dít. Cái trái à?
Ông chủ bán lợn đâu nhỉ? À đây, ôi giời, hôm nay đầu bù tóc rối quá, không nhận ra nữa rồi. Ông chủ lợn ra đây anh giả lốt tiền hôm qua không tí nó uống rượu và quên. Không chưa giả hết tiền thì ăn ngại lắm. Hôm qua giả 2.020.000 bây giờ hôm nay còn 4 triệu nữa nhỉ. Tổng con lợn là 6.020.000 mà. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu. 4 triệu. Hết nợ nhá. Hôm nay nấu ăn tại gia đình của anh bán lợn này luôn. Cất đi, cất đi. Một tí rượu chè vào rồi. Toàn cảnh bà con đang chuẩn bị những cái giải mâm cỗ dài ở đây ngồi đây. Long cũng chuẩn bị thứ nhất là ẩm thực ngày hôm nay là bao gồm có một con lợn 86 cân, lợn bản nuôi được luôn. Có nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả, rượu, đầy đủ hết. Không có thiếu cái gì đâu, hôm nay là bữa liên hoan đối với bà con là dân bản đây là to như một cái Tết luôn đấy. Mà còn Tết bình thường của bà con thì chỉ có nhà nào nhà ăn đấy, xong là ai thân với ai thì mời nhau sang ăn giao lưu thôi. Chứ còn là để một bữa mà cả bản ngồi với nhau như này thì chắc là chỉ có cái dịp này thôi. Hoặc là đám cưới. Đấy. Rượu ngô à? Hay dạ, sao nó đi qua thì say đấy nhỉ? Hay dạ, say rồi đấy. Hay dạ. Một ca này chắc phải ngủ 2 ngày. Long thấy bà con sắp hai mâm này ra chỗ đất này. Mình cứ tưởng là cúng thần đất, thần rừng, thần núi gì cơ. Nhưng mà không bảo là không phải để cho trẻ con nó ăn. Chứ trẻ cho nó rộng rãi. Không còn bạt à? Ôi bạt hình như là bọn này còn như mà bình quá. Còn đấy anh bảo từ hôm qua anh bảo là bạt nào bẩn quá thì giặt đi mà. Tụi nhỏ lại ngồi tạm ở đây, ngồi xổm mà. Lá dài dài cho các cháu nó ngồi đỡ tội chúng nó. Không thể thiếu được món tiết canh này, anh già. Đồng cứng cựa luôn nhỉ. Đẳng cấp đấy. Chanh chiếc anh mua đầy đủ tí vắt vào ăn tiết canh ngon. Đấy, làm như kiểu này đỡ phải bát nhỉ. Cái nào có nước thì mình dùng bát thôi. Ôi, còn tiết canh nữa. Sang tiết canh ra chia mâm đi. Rồi chia ra mâm sợ nó nguội. Để đấy cho nóng. Long review ẩm thực ngày hôm nay các bạn xem một chút nhé. Rất là vui cho bà con. Thì hôm nay ẩm thực chủ yếu là sẽ có lợn. Có lợn 86 cân, ngoài ra còn gà bản nuôi luôn. Thì lợn hôm nay thì bà con làm những cái món này các bạn này. Lòng bắt đầu là luộc lên luộc, xong là chiên qua đi. Lòng dồi, chả lá lốt, khổ nhục, thịt luộc đấy. Lòng phèo luộc, đậu phụ là tự làm, trên bản tự làm luôn. Nước chấm này, nướng này, sườn xào này, gà luộc này, canh xương đu đủ, rượu bánh ngọt, rồi hoa quả long mù quýt ăn để giải rượu luôn. Rất là tuyệt vời, một mâm cỗ đấy, rau thơm các thứ đầy đủ nhỉ. Tuyệt vời quá, bà con đang ngồi đây, còn mấy mâm dư này ra để các cháu đi học về thì sẽ dùng sau. Có đầy đủ chứ còn thiếu ai không? Anh
Say là trưởng bản mình, cùng toàn thể các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị ở trong bản nhá. Thì công trình của chúng ta đã hoàn thành một cách tốt đẹp rồi. Lời đầu tiên thì cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ, giúp đỡ bà con trong suốt cái hành trình làm đường, cũng như là những cái món quà mà bà con được phát đợt vừa rồi. Hai là cảm ơn toàn thể các ban ngành lãnh đạo, và đặc biệt là bác Say đây, trưởng bản, đã hỗ trợ bà con hết sức có thể để tạo điều kiện về đất đai rồi nhà cửa các thứ là hợp pháp để xây dựng. Còn con đường này cũng vậy thôi. Cảm ơn toàn thể bà con đã nỗ lực trong suốt cái quá trình mà chúng ta đã làm đường. Chúc bà con có một cái tuyến đường đi phát triển kinh tế, chăm đàn gia súc cũng như là ruộng nương, phát triển để kinh tế càng ngày càng tốt hơn nhé. Đấy. Còn thêm một chút nữa là cái kinh phí mà làm đường thì cháu Long sẽ đưa lên trên video, bởi vì là cái nội dung chi nó rất là dài anh Say ạ. Nên là bà con có thể vào đó để tham khảo, các bạn khán giả vào đấy để xem thu chi như nào nhá. Thì kinh phí của chúng ta là còn dư ra, mỗi hộ gia đình là được 100.000 đồng tiền mặt nữa để đến mùa vụ mình có thể mua phân để bón ngô. Thì mười mấy hộ gia đình mình, là có những hộ gia đình nào giơ tay lên cho anh để anh biết, để anh đưa tiền. Nào có nào bao nhiêu hộ gia đình giơ tay trước đi ạ? Đâu đâu, có nhà mười mấy hộ gia đình làm đường của mình đâu ạ? Có chú à, 100.000 đồng này. Đây là còn dư nhá, tiền dư làm đường nhá. Thì chú nhận đấy để sau này mua ngô các thứ. Anh nữa đúng không? Anh cầm giúp em với. Em à? Giơ tay lên không biết anh luôn à? Anh à? Đúng không? Nhớ mang máng còn ai nữa nhở? Chú đúng không? Chú là nhà súng đúng không? Anh à? Ai nữa nhở? À, Chư à? Tí quên Chư. Cảm ơn. Đâu còn ai nữa? Còn cái sang bên phụ nữ này chay đấy nhỉ. Đâu, dính đâu? Chị dính này. Còn ai đúng không ạ? Cô nữa à? Đủ chưa? Ờ chị con chị già trên kia nữa. Tao nè, tao nè, mẹ rất lành à. Ờ giàng nó đâu nhỉ? Già nữa mẹ nó lấy gì được ạ? À đây mẹ lấy rồi gì? Thế đủ rồi đúng không ạ? Thế cho cháu xin phép cả bản mình một tràng pháo tay đúng không ạ? Rồi, chúc mọi người dùng ẩm thực ngon miệng nhá. Đây là anh Say, trưởng bản các bạn ạ. Anh có một chút cái lời muốn nói với bà con với cả các quý hảo tâm. Em mời anh. À hãy nó cho này cho rất mẹ ốp ấy gì nhớ cho giải giá cá rồi nhở nó. À tiểu lồng hen cả tí là xí chen cho nè lú giá cá rồi nhở nó mà cái bữa lú chơi trong à tông này giao sao hen à ba tàu này cho kén nhở nó tí giờ ít khó giống chấp là cho này cho kén tàu một lò. À đây em là trưởng thôn của trong thôn này, rất cảm ơn cho các nhà hảo tâm hoặc là hình như bên chú Long với là chú Sùng quan tâm cho cái nhóm hồ trong hùm này được một cái con đường đi lại rất thuận tiện cho cái nhóm này đi lại làm phát triển kinh tế cho sau này. Không biết nói gì hơn, cũng là rất mong các nhà hảo tâm quan tâm cho cái nhóm hùm ở dưới này với lại rất cảm ơn cho những cái gì của các nhà hảo tâm hoặc là hầu như chú Long với lại chú Sùng quan tâm cho những cái nhóm hộ dân ở dưới này. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm với lại bên chú Long với lại chú Sùng. Cảm ơn anh. Thì khi mà đã hoàn tất tuyến đường này thì em cũng xin phép được bàn giao tuyến đường này để cho bà con và đặc biệt là bác trưởng bản này là phụ trách. Rồi, sau này nó có hỏng hóc ở chỗ nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tự sửa chữa đấy. Dạ, đấy. Vâng. Lúc đó thì có khi là em không mặt trên đấy nữa. Dạ. Anh em mình ngồi đi. Đủ chén chưa ạ? Đi. Anh ơi, em ơi. Cháu mời các chú nhá, mời anh em nhá. Em mời anh bên kia nhá. Đi.
Cảm ơn nhé. Vâng. Mời anh. Mời anh nhé. Mấy, chai luôn mấy. Phát xanh tả chấn này cho... Cho mỉa chất trí cho... Nhà lào... Cho... Khỏe em nhá. Khỏe em nhá, mấy anh em vất vả quá. Mấy anh em vất vả làm suốt từ sáng rồi. Không dùng anh đấy. Thử xem nào. Chắc nước mắm quá à? Hay gì đấy? Cái súp, cái này súp chanh ớt hợp lý hơn. Không khí bên này trầm quá, mang rượu sang được khuấy động phong trào quá ấy. Ở đây thì không đủ chén để mời tất cả mọi người cùng nhau thì rót cho từng người một. Cho các chị em say say tí, các chị em múa cho, hát cho nghe. Mời cô. Hậu. Chị Dính ơi, Dính ơi cho em mượn cái chén. Đấy, rót hết một lượt xong lại cháu lại uống một chén nữa nhá. Đấy, rót theo đúng kiểu trên bản này. Hậu chứ, hậu chứ. Đấy, đấy. Rót xanh, cảm ơn. Đi rót hết cho chị em uống cho tí tưng bừng muối cho hay. Ôi, cháu xin chén. Đấy, hết sạch nhỉ. Ui dồi ôi, quá là đẳng cấp. Chị Dính. Ý giời ơi, làm chén chứ gì. Em gái ơi, nào. Uống một chén đi xong tí nữa hát múa nhá. Hầu đi. Đâu à? Đâu? Ở bên này cho anh mượn hai cái chén nào. Chị em mày trầm quá. Nào. Hôm nọ thấy bảo là hôm nọ đội mời đội thợ xây say lắm mà. Mời mời cô đi. Nào. Nào làm chén em. Ui giời ơi. Nào. Hầu đi, hầu đi. Hầu này, mời nhau nào. Chạm chén cái nào. Ừ, không mời mời cả hai, xong tí em uống. Ừ. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn, uống đi, hết đi. Nào. Hôm nọ nghe anh em người thợ xây quảng cáo chị em ở đây uống vui hát hay lắm. Nào cầm cầm chén lên anh rót cho nào. Nào. Cầm cầm chén lên, mỗi người một chén. À. Cái gì nhỉ? Cái Chí đúng không? Chí xinh gái Nhật Bản. Nào. Ờ, hai chị em chạm ly với nhau uống một tí đi, anh rót một tí thôi mà. Nào. Kia. Ừ, uống đi. Ai thích uống thì uống được mà. Coca ấy. Ừ. Đâu. Hết chưa? Bây giờ hết luôn nhỉ? Thế nhưng gì? Uống phải uống thật đấy nhá. Nào. Đến hầu 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 đến em nào. Rồi, rót cho chị kia cho anh nào. Mỗi người một chén nào. Mỗi người một chén nhỉ. Đấy, nào, xem nào, thử nào. Nào, hậu, hậu. Chị kia nào, chị ơi, hậu, hậu. Chạm chạm. Không, không uống được á? À? Uống một chén không sao đâu. Đâu rồi, xong đâu rồi. Phải uống nhá, phải uống nhá. Uống mới vui nhá. Nào. Ừ, cảm ơn em đấy à, rất là trân trọng lao động của con mười bà những cô gái mở đường đấy đội phụ nữ này là Long rất là thương vâng vâng con mười bà rất là thương luôn các bạn ạ vừa bế con rồi vừa gùi bột đá các thứ vất vả lắm nên là phải đến tận nơi mời mọi người một chút nào mời cô nhé cầm cầm chén ra cho anh. À, chị em nào. Ôi dồi ôi, say rồi, say mà hát nào. Ở bản mình có ai là ca sĩ không hả anh? Có ai hát cái múa không? Hát bài nào. Nào. Hầu hầu hầu, em nào, cầm nào. Ôi.
Hết chưa? Ôi dồi ôi, ôi chén cuối nhờ, thế đủ hết rồi nhờ. Cô ơi, con mời cô. Đấy, thế một vòng mỗi người một chén để đây để tí nữa là mọi người là uống đấy. Hấu đi, này, này, rót rượu, hấu đi, hấu đi. Cái bao cá bốn lần hầu tập tám chưa? Chọn nòng mềm này, chọn nòng tao này. Hết rồi, hết rồi. Còn cái này không à? Ai già điệu vừa điệu con vừa mời rượu này. Ê, vợ đứa nào nhỉ? Vợ ai nhỉ? Đồng. À, chồng đi làm gì à? À, mấy con rồi? Hai con rồi. À, hai con thôi gì? Ôi, thế dỗ con đi uống vừa thôi, nhấp môi thôi, nhẹ. Người ở trên màu dạy sụng trái về. À, thế à? Trên Đồng Văn. Thân trên Đồng Văn rồi. Ôi, anh xin mày đấy. Ôi, anh nhấp môi thôi. Xài mặt đỏ hết rồi, hồi xài lắm rồi. Thôi, không hết đâu. Thôi, 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 dỗ con thì còn khóc kìa. Hôm nào chồng về uống rượu với hai vợ chồng. Thôi. Hả? Chén là con ấu thì thôi. Ai à, kinh nhỉ. Chồng đi vắng mạnh đấy nhỉ. Tụi mẹ nó một chỗ à. Nè, hồi nãy chả lâu mà. Lâu mà đi. Thôi thôi thôi. Lâu mà, chén này. Đổ chén, đổ chén, đổ chén. Em uống hết rồi. Thôi được rồi, tình cảm thế rồi, rồi, cảm ơn. Chân này ngon. Chồng nó nhìn thấy nó ghen trên tao. Đấy, cầm đấy. Thôi cầm, cầm sang bên kia mời các bác lãnh đạo đấy. Ôi chân thành cảm ơn. Mọi người nhớ chồng xem được video chết tôi. Mới lướt vào. Ngại lắm. Mình. Ờ cảm ơn nhá. Ok ok. Tăng ca đến 10 giờ. Tăng ca đến 10 giờ. Ôi các cô các chú ăn uống xong là giao lưu thoải mái nhá. Cháu xin phép cháu không uống được mấy đâu. Anh không uống được mấy đâu. Ừ. Anh uống khoảng lít 2 lít anh say lắm rồi. Nhá. Để cho không khí bà con ăn uống thoải mái hơn thì có lẽ là Long cũng xin phép được dừng lại thước phim này đấy các bạn ạ. Mọi thông tin chi tiết thu chi nào Long sẽ đưa lên màn hình nhỏ nhé. Cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm đã đồng hành cùng bà con trong cái chặng đường vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả ở những video gần nhất trên kênh.